chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem cách làm cái món khổ qua ngâm chua ngọt. Vì cái loại quả này là nó đắng á, các bạn, cho nên khi mà mình ngâm chua ngọt á thì nó chuyển qua cái độ chua ngọt, nhưng mà nó vẫn còn có cái vị hơi nhặn nhặn chứ nó cũng không có hết hẳn cái vị đắng. Thật sự ra khi mình làm cái món này á, thì ai mà thường xuyên ăn cái khổ qua xào hoặc là khổ qua hầm á, thì mình mới ăn cái món này được. Có một số người mà không có hay ăn cái khổ qua hầm á, thì chắc ăn cái món này là không được, nhưng mà nhà mình thì lại thích ăn, cho nên hôm nay mình sử dụng cái chỗ này là khoảng cỡ 400g khổ qua thôi. Để khi mà mình làm mà mình bỏ ruột đi thì nó còn khoảng 300 thì mình ngâm mình ăn là vừa. Thành thử ra mình chỉ có chia sẻ để cho các bạn xem thôi. Cái món này thì nhà mình ăn được tốt. Thì cái nguyên liệu mà để mình làm cái món mà khổ qua ngâm chua ngọt đó thì mình đây là gồm có giấm nuôi này các bạn. Đây là một chai giấm nuôi. Rồi tí nữa mình cũng có sử dụng đường. Thì khi nào mà tới lúc mà mình làm thì mình sẽ canh rồi mình mới chia sẻ cho các bạn kỹ cái số lượng nha. Còn bây giờ là mình làm coi như đầu tiên là mình phải sơ chế nó trước á các bạn. Thì mình chuẩn bị đây là nước sạch nè. Rồi mình cho vô đây một ít muối. Mình cho vô đây ít muối để khi mà mình cắt cái khổ qua mình ngâm vô thì nó cũng giảm đi cái độ đắng á các bạn. Mình quậy lên cho tan nha. Rồi bây giờ cái nguyên liệu mà để mình làm á thì chỗ này mình có khoảng 5 tép tỏi nữa này các bạn. Và có thêm 2 quả ớt nữa nha. Rồi, bây giờ là mình sơ chế cái quả khổ qua này, mình sẽ chẻ ra làm hai. Một số bạn á, thì làm theo cái cách là cắt tròn, còn đây mình cắt dài, cho nên mình sẽ làm hai xong rồi mình sử dụng cái muỗng á, các bạn. Mình lấy cái phần ruột ra nha. Nó cũng dễ làm lắm. Mình trong nhà mình hay ăn cái khổ qua quen á thì mình lại thích cái mùi, cái hương vị của nó, với lại cũng như là cái vị đắng đắng của nó. Rồi mình cắt ra làm hai nha. Rồi mình sẽ chẻ những cái miếng này nó ra. Cái này mình chẻ ra làm 4 này. Chứ mình cắt nhỏ quá thì khi mình ngâm á, thì nó mềm chứ nó không có giòn. Mình cắt nó dày dày như vậy thì khi mình ngâm á, thì nó còn cái độ giòn. Rồi mình cho vô cái thau nước muối mình ngâm. Rồi như vậy là mình cứ tiếp tục mình làm cho nó hết cái chỗ khổ qua này nha. Sau khi mình ngâm khổ qua ở trong nước muối được khoảng cỡ 1 tiếng rồi các bạn, thì mình vớt ra, mình rửa qua một lần với nước sạch nha. Khi rửa xong rồi thì mình vớt ra để cho ráo. Ở bên này á, mình chuẩn bị sẵn một cái nồi nước. Mình nấu nó đã sôi. Sôi hung lắm rồi. Mình vặn cho nó nhỏ nhỏ lửa thôi nha. Và mình cho cái khổ qua mình đã vớt khi nãy ra. Mình trụng vô với cái nước sôi này các bạn. Mình đảo qua đảo lại thôi. Cho lửa hơi to hơn một xíu đi. Rồi như vậy là được rồi đó các bạn. Rồi mình vớt nó ra nha. Ở bên này á, mình có chuẩn bị sẵn ở đây một cái thau nước đá lạnh các bạn. Mình vớt cho nó hết cái khổ qua này. Mình cho vô mình ngâm ở bên cái thau nước đá đó các bạn. Để cho nó ráo nước. Rồi mình cho qua đây mình ngâm luôn. Và mình ngâm cái khổ qua này ở bên cái thau này cho tới khi nào mà những cái viên đá này mà nó chảy ra hết á,
chắc khoảng cỡ 10 phút đấy, thì mình sẽ vớt ra nha. Sau khi mình ngâm cái khổ qua này ở trong cái nước đá lạnh được khoảng 10 phút rồi này các bạn, tan hết đá rồi thì mình vớt ra, mình lại để cho ra ngoài rổ và mình để cho ráo nước nha. Các bạn thấy cái màu của quả khổ qua nó đẹp chưa nè. Trong khi mà mình đang là ngâm cái khổ qua ở trong nước muối á các bạn, thì mình chuẩn bị đây, mình có cái ca này nó có những cái lượng nó ghi ở đây, thì ở đây mình đong là 240 ml giấm nuôi, mình cho vô một cái son, và cái phần đường bên này là 180 g đường mình cho vô và mình bật bếp lên để mình nấu cho cái hỗn hợp này cái nó sôi lên nha. Mình lấy cái muỗng mình quậy cho nó tan đường để cho nó mau sôi ấy các bạn. Và nó đang sắp sửa sôi rồi này các bạn. Nó có tiếng kêu rồi này. Khi mình thấy mà sôi bùng bùng đều đều lên là mình tắt bếp được nha. Đây, nó sôi rồi đó các bạn. Đây này, như các bạn thấy không này, nó sôi đều đều lên này này. Rồi, như vậy là mình tắt bếp đi nha. Và mình sẽ để cái nước giấm với đường này nó thiệt là nguội luôn, rồi mình mới chế vô cái khổ qua ha. Khổ qua nó đã ráo nước và nước giấm đường nó cũng đã nguội. Ớt thì mình cắt ra thành từng lát như vậy nè. Còn tỏi thì mình cắt mỏng mỏng. Mình có chuẩn bị sẵn ở đây một cái hũ bằng thủy tinh á, mà mình rửa sạch sẽ phơi khô rồi này các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái khổ qua của mình nó vô trong hũ nha. Mình vừa cho mình vừa khéo khéo mình xóc xóc nó xuống á, để cho nó nằm nó vụn vẽ vô trong đó nha. Cái hũ này thường thường mình làm khoảng cỡ 300 g thì vừa đó, nó cũng vụn vẽ, nó cũng gọn gàng rồi đó các bạn. 400 g khổ qua, nhưng mà khi mà mình moi ruột ra rồi thì nó còn có 300 g thôi. Đó là mình cho nó vừa với cái hũ này rồi này các bạn. Ở bên này thì mình sẽ cho tỏi và ớt vô cái phần nước giấm này, mình đảo đều nha, để cho tỏi và ớt đó nó hòa quyện vô với cái nước, để cho cái nước giấm của mình cái nó cũng cay cay và nó cũng thơm cái mùi tỏi nữa. Rồi xong rồi thì mình chế nó vô này các bạn, từ từ mình chế. Wow, cái mùi nước giấm đường nó thơm lắm các bạn. Vì cái khổ qua nó đắng á, cho nên là cái lượng giấm đường là mình mới nấu theo cái lượng này. Mỗi một loại dưa nó có cái lượng nấu giấm đường nó khác nhau. Với cái lượng nước như vậy thì khi mà mình chan vô thì nó cũng vừa sấp sấp lên này các bạn. Đó. Và mình cái hũ của mình nó có một cái lớp này này, cho nên khi mà mình đậy á thì nó sẽ đè cái lớp trên xuống này các bạn. Đây, một hũ khổ qua ngâm chua ngọt nhìn cũng đẹp mắt nữa. Và mình sẽ để ngâm trong giấm đường này khoảng 3 ngày xong thì mình mang ra mình coi lại nha.
cái hũ khổ qua mình ngâm chua ngọt được 3 ngày rồi này các bạn. Những cái miếng khổ qua nó đã chuyển qua một cái màu vàng này. Giờ mình gấp nó ra dĩa để cho các bạn xem này. Mình làm với 3 quả khổ qua này thì được khoảng một dĩa. Vì Tết đó mình làm nhiều loại dưa cho nên mỗi loại mình làm một ít thôi, chứ mình cũng không có làm nhiều. Mà cái món này thì chỉ có người lớn ăn thôi chứ những em nhỏ là không thích. Mình gắp ra để cho các bạn xem là những cái miếng dưa khổ qua nó chuyển qua một cái màu vàng nhẹ nhẹ. Thế là mình đã có được một dĩa khổ qua ngâm chua ngọt, cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Cái vị đắng của nó cũng còn hơi nhặn nhặn á các bạn. Cái món này mà mình ăn kèm với lại thịt trong những ngày Tết thì rất là ngon. Chúc các bạn cũng làm được thành công nha. Mến chào các bạn.